Chào mừng quý vị đang theo dõi trên kênh tin tức mới nhất 24 giờ của chúng tôi. Kính chúc quý vị có một ngày mới thật vui vẻ, hạnh phúc và gặp nhiều may mắn. Và bây giờ, mời quý vị cùng theo dõi những bản tin mới nhất trên kênh của chúng tôi. Hoa hậu gốc Việt 22 tuổi đột ngột qua đời tại Mỹ. Hoa hậu Việt Nam toàn cầu là cuộc thi nhan sắc được tổ chức tại Mỹ dành cho nhan sắc Việt thuộc cộng đồng hải ngoại ở khắp nơi trên thế giới. Tại lần thi được tổ chức vào năm 2017, Jacqueline Đặng, cô gái gốc Việt, sinh năm 1998, sống tại bang California, Mỹ, đã vượt qua hàng trăm thí sinh khác để đăng quang ngôi vị cao nhất. Tuy nhiên, mới đây đại diện ban tổ chức cuộc thi xác nhận Jacqueline Đặng vừa qua đời ở tuổi 22. Theo đó, Jacqueline Đặng đang theo học năm cuối tại một trường trung học ở bang Arizona, Mỹ. Do trường không ở gần nhà nên cô phải sống một mình xa gia đình, chỉ liên lạc về qua điện thoại. Khi đang ở trên lớp học vào trưa ngày 8 tháng 4, Jacqueline Đặng đột nhiên ngất xỉu. Mặc dù ngay lập tức được đưa vào bệnh viện cấp cứu, song cô đã không qua khỏi. Phía gia đình cho biết cô có tiền sử bệnh tim nhẹ. Jacqueline Đặng sở hữu nhan sắc xinh đẹp với gương mặt đậm chất Á Đông. Cô có tên gọi ở nhà là Jackie. Ngay từ khi còn nhỏ, Jacqueline Đặng đã bộc lộ niềm yêu thích đặc biệt với diễn xuất, nên gia đình cho theo học các lớp đào tạo về người mẫu, diễn xuất, để cô có cơ hội tham gia các chương trình biểu diễn thời trang khi mạnh tại bang California. Không chỉ vậy, cô gái xinh đẹp còn được thầy cô và bạn bè yêu mến bởi tính cách học tập vượt trội. Jacqueline cũng có năng khiếu về ngôn ngữ, rất hoạt ngôn và tích cực tham gia các phong trào, hoạt động ở cả trường lẫn địa phương, nơi gia đình cô cư trú. Trong mắt của người thân bạn bè, Jacqueline là cô gái có tính cách dễ mến, rất thích được làm từ thiện để giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn. Dịp Giáng sinh 2019, cô trở về Việt Nam và có chuyến thiện nguyện tặng quà cho trẻ em nhiễm S tại làng S Mai Hòa, thành phố Hồ Chí Minh. Sau khi đăng quang Hoa hậu Việt Nam toàn cầu 2017, Jacqueline Đặng cũng ghi danh tham dự đấu trường sắc đẹp Hoa hậu quốc tế hành tinh 2019 tại Campuchia, đồng thời lọt vào top 16 chung cuộc. Bản tin của chúng tôi đến đây đã kết thúc. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và theo dõi trên kênh của chúng tôi. Nếu quý vị thấy hay thì hãy like và share cho mọi người cùng xem nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.